Ví dụ 1 của thầy, thầy yêu cầu tìm tỉ số của 1/2m và 700mm. Nào, ví dụ 1 của thầy. Câu A. 1 là tìm tính tỉ số. Tính tỉ số của 1/2m và 700mm. Được chưa? Thầy yêu cầu như vậy. Nào, đầu tiên ta có này. Ta có nhá. 1/2m của thầy thực ra là bằng 0,5m và nó bằng 500mm. Đúng chưa? Vì 1m bằng 1000mm mà. Ở đây chúng ta 500mm. Vậy chúng ta sẽ 500mm và 700mm là cùng đơn vị rồi. Thì chúng ta sẽ suy ra ngay. Vậy suy ra ngay là tỉ số của 1/2m và 700mm là gì? Là 500mm chia cho 700mm. Và đây có thể bằng 5/7. Đó, rất đơn giản, chúng ta xác định ngay là tỉ số của hai đại lượng là 1/2m và 700mm.